Chào mọi người, hôm nay là em Covid là quật ác là lên bờ xuống ruộng luôn. Nguyên buổi sáng hôm nay là cả người lẫn từ đầu tới chân là nó lạnh mà nó đau, nó nhức. Tưởng là hôm nay là óp mọi người rồi chứ. Ai dài đầu uống thuốc xong rồi đến 1 giờ chiều nó đỡ lại. Thành ra là trong tập mà có chuyện nào có cái gì, sơ suất gì đó mọi người thông cảm nha, chứ là không muốn. Rồi có bạn Hòa Tùng Thanh, bạn Thanh Tùng, chắc Thanh Tùng á, nhưng mà nick YouTube là Tùng Thanh, thì có tham gia hội viên group của YouTube, hội viên VIP. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn Thanh Tùng. Rồi cảm ơn bạn Hoàng Long, bạn Hoàng Long hồi chiều có chuyển khoản ủng hộ Ad. Cảm ơn bạn Hoàng Long rất nhiều, cảm ơn hai bạn. Ad cũng cảm ơn tất cả những bạn trước đây đã ủng hộ Ad. Mọi người yêu mến Ad biết, cảm ơn mọi người. Thành ra hôm nay bị Covid vẫn ráng đấy chứ. Chứ không là tới nằm đứa đường rồi. Chiến thành ở rễ, Dương Thanh, Toàn Thanh Tâm. Chương 3086, để chương 3090. Trước cửa chính, khách sạn Trung Châu, có một đám đông các đại lão thuộc mọi tầng lớp ở Trung Châu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là một vẻ mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm phía đỉnh cao ốc. Trong đó có không ít võ giả đỉnh tiêm giới thế tục. Bọn họ mặc dù không có tư cách lên trên tầng cao nhất xem chiến, nhưng cũng có thể cảm nhận được vừa mới rồi đã phát sinh chuyện gì. Mười mấy tên võ giả thiên cảnh, tại sao mười mấy phút ngắn ngủi đã hoàn toàn không còn khí tức? Hiển nhiên những người này đều đã bị giết sạch. Đúng lúc này có một loạt tiếng bước chân trật tự mà vội vàng vang lên. Đám người quay nhìn lại liền thấy được đen nghịt một mảnh, tất cả đều là người của chính vực, súng ống đầy đủ. Tất cả mọi người lập tức rời đi. Một đại hán trung niên đi đầu hét lớn một tiếng. Đối phương là một cường giả có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tiếng hét to này trực tiếp vận dụng tới khí tức võ đạo, để mỗi một người ở đây đều cảm thấy một cổ sát ý nồng đậm. Trường phó thống lĩnh, chúng ta những người này rất nhiều đều là đại nhân vật đỉnh tiêm tại Trung Châu, coi như người là phó thống lĩnh đại chiến vực Trung Châu cũng không thể kêu chúng ta rời đi, đúng không? Đúng vậy à, chúng ta thế nhưng là đại lão các tầng lớp ở Trung Châu, liền xem như thống lĩnh Bùi Chiến Quốc có ở đây cũng phải cấp cho chúng ta mấy phần tình mọn. Ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta vô lễ như thế chứ? Trường phó thống lĩnh tên là Trường Kế, một trong những phó thống lĩnh chiến vực Trung Châu có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hắn dẫn người khí thế hùng hổ đi đến, đồng thời vận dụng khí tức võ đạo hét lớn, muốn để cho tất cả mọi người lập tức rời đi. Điều này ngay lập tức làm dấy lên sự bất mãn có một đám đại lão Trung Châu. Chỉ thấy sát ý lóe lên trong mắt Trương Kế, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn lan tràn ra. Trương Kế bỗng nhiên ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh, sau một phút đồng hồ, ngoại trừ người của chính vực, nên như còn có những người khác ở lại đây đánh chết ngay tại chỗ. Trên 100 tên cường giả chính vực, súng ống đầy đủ, cùng nhau tiến lên trước một bước, đồng thanh hét lớn. Vâng. Một đám đại lão Trung Châu bị hàng trăm họng súng đen ngòm nhắm chuẩn. Tất cả đều bị dọa sợ vãi linh hồn. Mấy đại lão vừa mới dẫn đầu lên tiếng kia, càng là sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Đi, đi, đi mau đi. Một phút đồng hồ cũng sắp hết rồi. Trường Kế, cái tên điên này thật sự sẽ giết chết chúng ta đó. Rất nhanh, có người phản ứng lại, vội vàng chạy trước rời đi. Những người khác lúc này cũng hoàn hồn trở lại, nhào nhào bỏ chạy. Chỉ trong nháy mắt, trước cửa chính khách sạn Trung Châu không còn một người nào. Đúng lúc này, một thân ảnh trẻ tuổi từ trong khách sạn chậm rãi bước từng bước ra ngoài. Trường Kế vừa mới rồi còn 10 phần gắt gỏng, thời điểm khi nhìn thấy thân ảnh trẻ tuổi kia đi ra thì mặt mũi tràn đầy đều là cuồng nhiệt cùng kích động, lập tức đứng thẳng người hành lễ rồi lớn tiếng nói: Phó thống lĩnh chiến vực Trung Châu Trường Kế xin bái kiến tứ trưởng lão. Dương Thanh khẽ gật đầu với Trường Kế, lập tức nói ra. Trên đỉnh cao ốc
liền giao cho các ngươi xử lý. Vâng. Trường Kế vội vàng đáp lại, mà Dương Thanh thì là rời khỏi nơi này. Anh Trần Trước vừa rời đi, Trường Kế liền dẫn người vọt lên tầng cao nhất khách sạn Phong Châu. Khi một đám cường giả chiến vực nhìn thấy 15 thi thể nằm trên vũng máu, đều là sắc mặt đại biến. Đây là người đại diện Từ gia giới cổ võ tại Trung Châu, Từ Chính Hoa, đúng không? Thực lực là nhị phẩm thiên cảnh sơ kỳ à? Còn có vị này là người đại diện Bách Lý gia tộc giới cổ võ tại Trung Châu, là Bách Lý Thành Cát đó. Đây là Khương An Quân của Khương gia giới cổ võ. Còn có Trần Chí Trung của Trần gia giới cổ võ nữa kìa. Tề Phong của Tề gia giới cổ võ cũng nằm chết cắt rồi. Khi một đám cường giả chính vực Trung Châu nhận ra thân phận của những người này, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Bọn hắn chỉ là nhận được mệnh lệnh của Bùi Chính Quốc, về sau liền vọt tới khách sạn Trung Châu. Thế nhưng là trước khi bọn hắn đến đây, căn bản cũng không biết trên đỉnh cao ốc đã phát sinh chuyện gì. Mãi cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được ngay tại vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là chuyện này cũng chưa tính là kết thúc. Rất nhanh, có cường giả chính vực phát ra một tiếng hô chích sợ. Ê, đây là hộ vệ riêng của Từ Chính Hoa, cường giả này có thực lực nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong đó. Không chỉ là vệ sĩ của Từ Chính Hoa thôi đâu, còn có vệ sĩ của mấy vị đại diện các thế gia lớn giới cổ võ khác. Thực lực tất cả đều là nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong cùng hậu kỳ đó. Tổng cộng có 5 tên cường giả nhị phẩm thiên cảnh hậu kỳ, cùng 5 tên cường giả nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong, còn có 4 người đại diện thế gia giới cổ võ. Thực lực đều là cảnh giới nhị phẩm thiên cảnh sơ kỳ. Tề Phong mặc dù không phải là người đại diện cho Tề gia tại Trung Châu, nhưng tại Tề gia giới cổ võ ở Trung Châu, hắn cũng coi là chỉ đứng sau người đại diện Tề gia, Tề Thiên Thủy. Thực lực cũng là nhất phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, tại vừa mới rồi, nhiều võ đạo đỉnh tiêm đến từ cổ võ hạ giới được các thế gia giới cổ võ thu xếp làm lực lượng nòng cốt tại Trung Châu đã bị tứ trưởng lão một mình giết sạch. Không phải tôi nghe nói cảnh giới võ đạo của tứ trưởng lão bất quá cũng vừa mới đột phá cách đây không lâu hay sao thế? Vì sao có thể đánh giết nhiều cường giả thế gia giới cổ võ như vậy được chứ? Chẳng phải là nói thực lực của tứ trưởng lão đã so sánh được với cường giả tam phẩm thiên cảnh sơ kỳ rồi hay sao? Từng tiếng hô kinh ngạc phát ra từ trong miệng những cường giả Trung Châu này. Lúc này đây, trên mặt của mỗi một người bọn họ đều là sự chấn kinh nồng đậm. Từ khi kết giới bắt đầu vỡ vụn, những thế lực cổ võ đến từ cổ võ hạ giới này liền đã thu xếp cường giả tràn vào Trung Châu. Trong những ngày qua, chiến vực Trung Châu cũng phải chịu được áp lực cực lớn. Tại dưới sự áp bách cường đại của các thế lực giới cổ võ, bọn họ đành bất lực, mà người của các tầng lớp tại Trung Châu đối với chiến vực Trung Châu tâm tình cũng sinh ra bất mãn nồng đậm. Bọn họ vốn cho rằng trong tương lai giới thế tục liền phải triệt để bị thế lực cổ võ hạ giới thống trị, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới có một ngày vậy mà lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiều trẻ tuổi có thực lực nghịch thiên như thế. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã từ khách sạn Trung Châu rời đi. Nhanh, dừng xe. Đúng lúc này, có một nữ tử trẻ tuổi ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng vừa lướt qua bên người Dương Thanh, bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên: "Két!" Một chiếc Kurian màu đỏ chót to lớn dừng ở bên đường. "Dương Thanh!" Nữ tử ngồi bên trong xe sang kích động bước xuống xe, hướng về phía Dương Thanh đang đi tại trên lối đi bộ ven đường, ngạc nhiên hét to một tiếng. Dương Thanh đang suy nghĩ các vấn đề, bỗng nhiên anh nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Lúc này mới lại tinh thần. Khi thời điểm anh nhìn về phía nữ tử, trên mặt anh lộ ra một nụ cười hiền hòa. Anh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại Trung Châu vậy mà lại gặp được cố nhân. Tiểu Nghệ, hắn là ai vậy chứ? Đến lúc này có một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo nhìn qua cùng nữ tử kia giống nhau đến mấy phần, đi tới nhìn xem Dương Thanh, một vẻ mặt bất mãn hỏi nữ tử kia. Tạm biệt mọi người.